Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Như các bạn cũng biết thì Mobile City vừa mới về chiếc Redmi K50 Ultra, hay còn gọi là chiếc Redmi K50 Extreme Edition. Và chính thức thì bọn mình đã có đủ bộ tất cả dòng K50 series các bạn nhé, bao gồm Redmi K50 này, K50 Pro, K50 Gaming và K50 Ultra. Ngoài ra thì còn có cả chiếc Redmi K50i nữa. Nhưng mà mình thấy chiếc máy đó thì thứ nhất nó bị trùng chip với cả chiếc Redmi K50, đều là con chip Dimensity 8100. Và chiếc máy đó thì cũng khác phân khúc quá các bạn ạ. Nó chính là chiếc Redmi Note 11T Pro đổi tên mà thôi. Thì thôi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không nhắc tới nhá. Mình sẽ chỉ so sánh hiệu năng benchmark của bốn chiếc máy này thôi, để xem là với bốn con chip khác nhau thì kết quả sẽ khác biệt tới mức nào. Em này Dimensity 8100 này, Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1 và Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ok, bắt đầu nhá. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test với 3 ứng dụng benchmark, bao gồm AnTuTu này, 3DMark, GarageBand, cộng với cả một ứng dụng render video là CapCut. Và mình sẽ có thêm một cái phần test vui ở cuối video nữa, các bạn xem từ cuối nhá. Trước khi test thì mình sẽ sâu qua thông tin của cả bốn máy ở đây. Với chiếc Redmi K50 này, đây sẽ là phiên bản MIUI 13.0.16 nha. Bộ nhớ trong 128GB, RAM 8GB. K50 Pro thì là MIUI 13.0.23, cũng là 128GB này, RAM 8GB. Còn với chiếc K50 Gaming, MIUI 13.0.10, bộ nhớ trong 128GB, RAM thì sẽ là 12GB lận. Và cuối cùng là chiếc K50 Ultra, MIUI 13.0.2, bộ nhớ trong 256GB, RAM thì sẽ là 8GB. Và riêng với chiếc K50 cộng với cả K50 Pro ấy, thì màn hình sẽ có độ phân giải lên tới 2K các bạn nhé. Thì mình sẽ chỉnh xuống Full HD thôi. Em này Full HD sẵn này. Rồi, em K50 Gaming thì Full HD rồi. Còn chiếc K50 Ultra sẽ là 1.5K các bạn nhé, không chỉnh được. Chúng ta sẽ tắt đa nhiệm. Ok, cả bốn đây không còn gì này. Và ở trong game space của cả bốn máy. Mình đã thêm các ứng dụng trong bài test ngày hôm nay rồi các bạn nhé. Được chưa? Đến với bài test đầu tiên là AnTuTu. Ồ, em này bị ngang à? Ok, chiếc K50 Ultra xong đầu tiên các bạn nhé. Điểm số thì là 1.021.000 điểm, thấp hơn một chút so với cả hôm qua mình test. Rồi, K50 Gaming thì cũng xong rồi, 962.000 điểm. Còn hai chiếc K50 với cả K50 Pro thì đều sẽ là chip Dimensity thì hơi chậm hơn một chút. Ok, K50 xong trước K50 Pro nha, 688.000 điểm. Rồi, K50 Pro thì là 778.000 điểm. Về cái điểm số CPU thì Dimensity 8100 và 9000 không chênh nhau quá nhiều nha. Và nó sẽ là kém rất nhiều so với cả cái điểm CPU của Snapdragon 8 Gen 1 hay là Snapdragon 8 Plus Gen 1 các bạn nhé. Trong quá trình chấm thì chiếc K50 Ultra bị tăng lên 9,6 độ C này. Còn chiếc K50 Gaming thì sẽ là 12 độ C, nóng chưa? K50 Pro thì 6,5 thôi, cực kỳ mát, và K50 sẽ là 7 độ C. Em này giảm 3% pin này, em này giảm 4%. Còn K50 Gaming sẽ là giảm 8%. K50 Ultra thì sẽ là 4%. Đó, có thể thấy là Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì mát hơn so với cả Snapdragon 8 Gen 1, nhưng mà vẫn không mát bằng so với cả Dimensity các bạn nhé. Ok, chuyển sang bài test thứ hai, 3DMark. Cái 3DMark này thì mình cảm thấy là chuẩn hơn so với cả AnTuTu này. Mình sẽ chấm cái bài Widthline Extreme các bạn nhé, là cái bài gần như nặng nhất của 3DMark rồi. Ok, ok, em K50 Ultra xong trước rồi các bạn nhé. Em K50 Pro vẫn xong sau cùng. Đây, điểm số thì chênh nhau rất nhiều đúng không? Em này được 16,7 FPS, em này 14,2, 12,3 và 8 FPS. Đó, nói chung là nó cũng đúng thôi. Tiếp theo nha, chúng ta sẽ đến với GarageBand. Chấm về CPU. 1, 2, 3. Ok, thank you. Thề luôn, em K50 Pro trong bài test nào cũng chậm nhất. Rồi, K50 Ultra lại xong trước rồi. Dimensity 8100 cái điểm multi-core đa nhân ấy, cao hơn cả Snapdragon 8 Gen 1 luôn. Chờ nốt em K50 Pro này. Ok. Ui rồi, em này điểm đơn nhân thấp đấy nhỉ. Chắc chắn em này có vấn đề rồi. Điểm đa nhân cũng thấp luôn. Khó hiểu, khó hiểu.
Em này đang nhân cao thực sự, 4.000 luôn, cao hơn hẳn Snapdragon 8 Gen 1 các bạn nhé. Còn điểm đơn nhân thì không chênh nhau quá nhiều nha. Ok, chúng ta sẽ đến với bài test cuối cùng là CapCut. Ở đây thì mình sẽ có một dự án giống hệt nhau các bạn nhé, cùng một video và mình sẽ tua lên tốc độ 2x giống nhau rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đều xuất ra độ phân giải là Full HD 30fps. 1, 2, 3. Ơ, sao con Kaname Ultra làm sao ấy nhỉ? Có vẻ không hợp với cả CapCut rồi. Có vẻ như là em Kaname Ultra thì mới ra mắt các bạn nhé, nên là các phần mềm thì chưa được tối ưu tốt lắm cho chiếc máy này. Cụ thể là phần mềm CapCut thì chậm hơn so với cả ba chiếc máy còn lại. Và đây sẽ là lần đầu tiên mà em K50 Pro về nhất. Nhanh hơn K50 Ultra gần 30% luôn. Rất khó hiểu. Chúng ta sẽ đến với bài test cuối cùng. Đó là thử một cái bài test vui nhá. Mình sẽ vào cái trang Fishbowl. Cái này cũng là một dạng test hiệu năng, nhưng mà test vui thôi, tại vì mình thấy nó không chuẩn lắm. Đó, nguyên lý là so sánh xem 4 chiếc máy này, chiếc máy nào sẽ giữ được số lượng cá nhiều nhất mà vẫn đạt được 60fps các bạn nhá. Bật vào auto này, đó, thì số cá nó sẽ tăng dần các bạn nhá, cho tới khi không thể giữ được 60fps nữa. Auto này, bắt đầu nhúc nhúc ấy. Ok, mình thấy em K50 có vẻ dừng rồi. Đây này, loanh quanh khoảng hơn 800 con các bạn nhá, 820 tới 830. Đó, bắt đầu là bị tụt giảm FPS. À, lên được 840 này, 841. K50 Pro thì cao hơn một chút thôi, tầm khoảng 860, gần 870. Em K50 Gaming bị sao đây? Hơn 500 con, ngáo rồi. Đấy, mình bảo cái này là test không chuẩn lắm mà, test vui thôi. Còn K50 Ultra này, không quá cao nhỉ, cũng chỉ tầm 870, 880 thôi, không cao hơn Dimensity 9000 quá nhiều. Ok, vừa xong sẽ là một cái bài test hiệu năng benchmark của 4 chiếc máy thuộc dòng Redmi K50 series. Nói chung là chiếc Redmi K50 Ultra vẫn sẽ là chiếc máy mạnh nhất, tại vì Snapdragon 8 Plus Gen 1 mà. Còn chiếc K50 Gaming thì sẽ là một chiếc máy bị bóp hiệu năng rất là mạnh tay các bạn nhé. Em K50 Pro thì có vẻ như là bán không quá nhiều, nên là mình cảm thấy phần mềm chưa được tối ưu. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về 4 chiếc máy này? Các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của cả 4 mức giá rẻ nhất mình sẽ để dưới phần mô tả trong nào quan tâm. Rồi thì xin chào, bye bye.